Xong rồi. Chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay là Trung Bonsai cũng giao dịch 2 cây. Và anh Thúy cũng giao dịch 2 cây về thủ đô thân yêu. Ở đây là những cái tác phẩm mà anh em tôi sưu tầm về trong cái kỳ vừa rồi thôi. Thì nếu mà kỳ tới này anh em nào mà có dịp về Nga Sơn để ghé vườn cây của Trung Bonsai và anh Thúy này để chiêm ngưỡng cũng như tham quan một vài cây nữa nhé. Cũng như một vài tác phẩm trong vườn. Thì hôm nay cũng giao lưu một vài tác phẩm ra thủ đô thôi để anh em tham khảo thôi nhé. Có 4 tác phẩm thôi. Anh em nay ngày mùng 1. Những bây giờ cam quay vào tay anh được đấy. Rồi anh Thúy anh vừa quay nhưng mà chắc là cam không biết có chạm vào không. Trung Bonsai cũng không quay mà không biết nhìn hình vào hình thì cũng không nhìn thấy vướng mắc gì đâu. Không. Ở anh em ạ, có những tác phẩm to, tác phẩm nhỏ thì anh em biết. Đây, những tác phẩm mà trong vườn Trung Bonsai thì kỳ này đây do là đang xây nhà nó cũng bận anh em ạ. Không có thời gian đi quay được, cũng chia sẻ một góc nhỏ thôi. Hôm nay thì Trung Bonsai có chuyển ra thủ đô 4 tác phẩm tiếp. Tác phẩm sung, tác phẩm này thì chắc là tiềm năng sau này thôi. Đây một cây trực khoành già lắm, hàng già rồi. Đấy, anh em xem, gai góc hết rồi. Đấy, cây này. Có những cây này anh em chưa ngó đến đâu. Xì này. Thấy chưa? Hàng đấy. Chưa, anh em chưa thể ngó đến được. Có những cây xì già lắm rồi. Khủ khí rồi. Cây này thì Trung Bonsai cũng đang chăn nuôi. Đây là một trong những cây xì. Và nó là kỳ tới này thì sẽ được ăn nắng ăn sương. Mình mới định hình được tay cảnh thôi. Cây nhỏ này anh em này, nhỏ nhỏ thôi. Điệt ra đây em ạ, những cây nó nhỏ, chậu nhỏ nhỏ và Trung Bonsai cũng được đặt vào. Đây, cái trực này thì nó là hàng già rồi, Trung Bonsai. Cái đấy à? Không. Đấy. Rồi, ok, chở đi. Camera đã cho anh xuống cái này. Anh Đăng, sao hôm nay đi đâu mà lại ghé vườn em chơi vậy? Đang làm nhà. Đang làm nhà gì? Làm nhà làm sao bằng anh được? Anh gớm bộ rỉ gỗ, anh làm kinh quá, hay em... 6 giờ rồi nhưng mà xe đang lên xếp nên Trung Bonsai cũng gửi tới anh em một vài thước phim nho nhỏ thôi. Thực ra là cây cối bây giờ thì phải có cây đa cây vào. Đấy. Vườn thì còn rất nhiều những cái hàng to hàng nhỏ nhưng mà mình thì đấy, cục này nho nhỏ thôi nhưng mà rất hay nhá. Đấy. Cục này 1,5 triệu thôi nhá, bao cho anh em này, hàng đẹp này, đá này. Bác nào ưng thì 1,5 triệu thôi. Đấy, hình thiếu nữ nho nhỏ thôi. Nong bia cho anh em so sánh. Có phải hỏi này, to nhỏ cỡ nào này. Đấy, hàng sụn. Cái này thì trước mình mua ngoài kia là cũng giá cao rồi. Gần 3 triệu cái này rồi. Để cho ông anh thôi. Đưa có cây có đoạn mà phải là đưa xe vào tăng bò đây. Rồi, chúc cho Cao mang cây đi là thượng độ bình an. Thượng độ bình an. Rồi. Chúc 4 tác phẩm ra thủ đô dân yêu lại nhá. Rồi, cũng chụp luôn. Đây anh em ơi, đây là một cây thác đổ mà Trung Bonsai cũng mua lâu rồi. Đấy, cái cây này thì rất là sụn nhá, đầu đây này. Nếu mà bác nào giao lưu dạ, nhanh thì luôn. Cũng chỉ lấy có 3,5 triệu thôi. Giá rất yêu thương. Cây này là một cây nói chung là sụn thì thôi rồi. Hàng đẹp. Ấy. Hàng lưu ấy. Ấy. 6,5 triệu. Hàng mua rẻ bán rẻ. Sướng chưa? Con cóc. Trên thì không thấy. Con này nó còn lưu hơn con cóc mình bán cho ông ấy. Đây. Tác phẩm mini 1,5 triệu.
rất đẹp. Nhỏ nhắn hàng bỏ bàn. Con này điên đấy. Hay đấy. Đấy, hàng ra cái này đâu phải đơn giản. Đỗ ơi. À, tình hình đi đâu, có việc gì đấy? À đây à. Nga, con này vẫn hay sụn chưa? Kỳ tới này. Kỳ tới này là... Kỳ tới này mình xuống cắt để cho Trung đi chơi. Alo. Ờ, đang lên đấy. Còn là đẹp nhé. Con này lá đẹp giống như cây anh bán ở Bắc Ninh. Cây của Thăng Vàng. Đúng là này. Cây này thì anh tí vạch lên, vạch cái dưới này này. Dưới vạch lên và ngược lên đấy. Đấy, cây này là cũng lấy lại của Điệp Chậu Đúc. Điệp Chậu Đúc mua của Đao Phù Hồng. May là mới lấy được lại được. Rất may là chuộc được không? Hai cây đúng không? Đúng rồi. Mất đi rồi, cố chuộc về không? Hôm nay giao lưu một số cây nhỏ nhỏ đây này. Như cây này của anh Phúc này cũng sắp thành công rồi. Nhưng mà đang là nuôi chè mốc câu. Cây này đang phun thuốc đấy. Chả có gì hết. Cái mùa này tự là khắc nó. Ôi, nó vậy. Nó cũng cả vấn đề. Hàng này cũng là hàng của Đao Phù Hồng. Cái này thì là một trong cây năm điền mà nhát cắt này. Nhát cắt thế kỷ mà anh em biết này. Một trong những cây trực ngày xưa gần như là dạng trực như chi. Mà giờ các chúng còn cây trực này, năm bông này. Bằng cái mặt trâu rồi. Đấy. Cái này thì cũng là sau này cũng là một cái con át chủ bài. Đẹp chưa? Đây này. Không có nhiều hồng ở cây đẹp hàng. Không có nhiều hồng ngoài đây là vườn này. Hai cây đây là cây ở vở đây to đùng rồi. Cây này bữa nay nó sụp ngạc là đẹp nhé. Điên thì có nhiều tháng cũng đẹp. Điều là hàng nó đang trèo móc câu gì. Kỳ này không chăm được nên là. Đây này nghiên cứu giỏi này làm nhà ra đây. Mặt nó kéo khí ra đây ngồi này nó thở đấy ngon. Đơn này em này, ngày xưa mua anh Thúy 5 triệu 6 triệu một cây mà bây giờ đây này đang để này hoang phế luôn, tại vì là xây nhà rồi nên là nói thật với anh em là không có thời gian mà chăm sóc nữa. Đây là cây nhà này ngày xưa mua 2 triệu này, nhà ta đây này. Đây cũng để không đây này. Đây này anh em này, cây dây trắng này. Đấy, nãy bảo em Hải này, đây dây trắng này. Đấy, thoát thân này. Cái này cắt hết những cành kia đi. Đấy. Thân rồi nhá. Ấy. Đây này. Cây này nhá, là cây thứ nhất nhá. Đấy, tàn thì vài hôm nữa này là đẹp rồi. Cây này trước tàn to lắm, cắt rồi. Đấy. Cao 2 mét chia cành. Cắt cành kia đi thì cây một thân. Đây là đang cắt hết đi này. Đang cắt hết đi này. Một thân hết. Những cành này bỏ hết này, mình bỏ hết. Đấy, những cành này bỏ, những cành dưới bỏ. Đây này, giấy trắng đây này. Đấy, nói không sai này. Để cho anh em biết này. Con này đẹp chứ. Đẹp chứ. Còn xi thì anh em biết kìa, cây bên cạnh xi sâu ăn hết lá rồi. Củ xanh Nam Điền. Ở nhá, mình cũng xin được dừng video thôi, điểm tin một chút thôi. Thực ra là bây giờ thì cây cối đang rậm rạp vậy, chỉ có điểm tin một chút là cây đã được giao lưu đưa đi rồi. Để bác nào mà quan tâm cũng như là muốn về vườn Trung Bonsai thì còn nhiều tác phẩm lắm. Bây giờ nó chật lắm, không quay được, anh em thông cảm nhá. Đó, hôm nay rước 4 em đi rồi. Thủ đô thân yêu. Thì công và chất lượng của công trình.